đây. Tôi biết cho nên tôi phải đi dép. Ô, cứ làm. Đấy. Đấy. Áo ướt ra váy đây. Nhái ôm măng đầy cõng người kia cái kia chuyện lúc mình đau con này này ở đây cho ngã thế này, này. À, đúng rồi. Đấy. Thôi 250.000. Làm con 40. Sữa chua đây, nước muối không uống. Đường tăng lượng đường. Đường. Có sữa chua thì ấy thôi.
đấy thì tập ăn. Ừ. Em muốn nước mía. Anh sẽ chua. Cô ăn luôn ở nhà này gì? Nào là giám đốc công an, nào là chủ tịch, nào là bí thư, nào là viện trưởng kiểm sát và án. Mua 10 điều chỉnh gì có nó 10 điều chỉnh gì cố lên 2 điều chỉnh nữa là 13 điều chỉnh. 3 điều chỉnh này là gọi một gói 3 sao thì nó được thêm quyền lợi 12% tiền nữa, thêm quyền lợi nữa được rất là nhiều. Thì cố đi, cố 2 nó cũng 2 điều chỉnh nữa. Từ 10 điều chỉnh thì cố thêm 2 điều chỉnh nữa. Thì xong rồi mới để một cái liệu trình quyền lấy tên của thì tại vì là gì mì gì có mã cũ rồi thì gì được tặng 4 triệu mà chỉ mua một liệu trình được tặng 4 triệu thì còn đóng cho 4 triệu nữa thôi đấy. Bằng trường này bằng này thơ có nói là gì đặt luôn cả cái 4 triệu đấy mà lại một liệu trình đấy thì chúng tôi cũng nghĩ thế là gì hả đấy lấy tên gì mì nhưng mà làm của gì thế tất cả là gì là 13 hiệu trình. Để đảng đi. 13 hiệu trình. Thì bố nó cay nó được nhiều cái hơn thì bố lên nhá. Thì là đóng là 12 hiệu trình kia thì mình có 500 điểm rồi. Đấy thì mình có 500 điểm rồi thì chỉ việc đóng 78.340.000. Thế mới lại cộng thêm 4 triệu của cái liệu trình của Jimmy tên lấy tên Jimmy nữa. Thì người ta tặng 4 triệu rồi chỉ cần xe tăng độ tiêu lạnh quá 82 triệu lạnh quá này 340.000 gì ạ 987.962.000 một điều chỉnh các bạn không gì mỗi gì mì được ưu tiên bỏ tê bác mỗi gì mì được ưu tiên một điều chỉnh là 41 triệu thôi gì ạ. Thân ơi, vâng. Có làm gì sữa bị ra tốt không? Alo ơi, sữa bị ra tốt đấy. Anh đừng đẹp đây. Đẹp thì biết sữa gì nữa. Chẳng biết sữa gì cả. Bây giờ chỉ uống sữa và màu thôi. Cứ để mặt ông cùng thân này. Có làm cái này mới thì là bị thế. Chiếc máy bay tự, đi nhà trang nhưng mà tự phải nói nó tự dưng việc rất đơn giản thôi này từ cái đâu đã mất cùng cái nhẹ nhàng giờ đi Sapa bị móc túi bị móc túi rồi không có lòng vàng không có lòng vàng rất đơn giản cái tai nạn nó không giúp đổ xe chỉ thay mỗi cái đấy mất mấy triệu thay thì càng hiện đại thì cũng nhỏ này rồi còn cách là cây số nữa đi chưa tìm nữa mà biết là cái
sáu nọ thuốc chống chống cái bệnh mà người bị lại càng bị ăn nấm do trá đấy không về được trong Thủ Đức sáu điều mà về từ đâu 8.000 đô nó về từ đâu về chỗ nó cất cánh thì ô tô nó chặt tám sáu điều giống như này điều kháng sinh đấy mà nên ông bác còn thuê thợ lặn lặn nước sông luộc mà còn không lấy được thế mà cái ông vẫn chết vì bản thân ông chờ lâu quá vì bên kia bên kép tiêu của thế giới là nó phải xem xét xong nó còn cái hội chẩn cầu nữa rồi nó mới cho cái vaccine đấy để sang tiêm nhưng mà hiện nay hình như nó nói là có hai người rồi chụp ảnh đây này cầu công lớn này ba người nữa là quá hạn nên là không tiêm được. Tôi quay thế rồi. Ông cầm máy xuống mà khoe à? Lên ấy đi, lên cầm máy thôi. Chán rồi. Nè. Đấy, nhà kia nó xây dựng này. Nó cũng như cầu Tân Thanh đâu này. Đi đứng. Kia là Trung Quốc à? Đấy, trong sông lên đây kia thôi. Cầu đấy, cầu ở Việt, vừa lượng Việt Nam và Trung Quốc. Sang hết cầu thì là Trung Quốc. Lên đây mới là cần quay chứ không? Lên đây mới là cần quay. Đấy, nước Cộng hòa đó là chủ nghĩa Việt Nam. Đây là đi vào đây sang kia. Mình sang bên kia thì là Trung Quốc, Nga khẩu. Em đi vào đây chụp ảnh có được vào. Ừ, vào đấy thì lúc kia vào. Dạ. Yeah. Lúc kia đèn mẫu lắm. Lên. Chụp ngang máy em chụp rồi sang kia nhá. Dạ. Đi sang kia ra cửa khẩu đấy à? Ừ, không đi ra đấy cầu cầu đấy ra đây không được đâu chưa rồi rồi đi đâu đi đây rồi phải làm rồi rồi chụp cái gì anh cửa đấy kìa. Ôi. Làm gì? Nó biết ông cho bạn đi. Thôi chùa Trần Quốc ở trên đấy không. Nên Nam Bắc Bó 579 nó đánh vào hang Bắc Bó, cao hằng nó đánh sập hang Bắc Hồ ở đấy. Đánh sập luôn. Bây giờ không khắc phục được. Bây giờ phải chấp nhận đi luôn. Mình nhập nhiều cái chuông mõ của Đà Lạt đấy thì tiếng chuông nó hơn xa mà. Đấy, chứ còn ở trong cái chùa Sang Tác nó có cái chuông to lắm. Cái chuông gõ thôi, chuông to nó bằng cây cối của cái đá cối đá con này thôi này. Nhưng mà đánh tiếp nó ngân phải 5 phút chưa hết tiếng ngân của nó. Hay lắm. Chuông nào đứt nhiều vàng rồi thì hàng quá. Tôi làm một cái clip chùa Sang Tác đây. Đấy cái chùa Sang Tác đấy. Tôi đi đến đây từ khoảng hơn chục năm rồi. Xong rồi mỗi lần xong có đi nhưng mà chỉ đi với đội thì bà nghĩ đấy. Tôi đi Móng Cái thì tôi chỉ có một lần là đi Trà Cổ. Còn một tuần đi sang bên kia Trung Quốc thì mình toàn đi trong đi bên Trà Cổ hồi mới là tôi đi rồi. Trung Quốc sang rồi, Đông Hương sang rồi. Đấy. Mình chỉ sang bên đây kia thôi chứ mình đi lại Trung Quốc. Bánh pháo đốt rồi. Thứ hai về đi có anh chị nào đi Móng Cái không ạ, các anh chị ơi? Mong được thì đi gì. Cái giờ đi sớm rồi. Đi qua vợ chồng cái em ấy nó về nó chở đi. Nó lại về qua đấy rồi. Nó về qua đấy rồi xong rồi thứ hai nó về đây. Chở mình đi nó cứ đi về em. Vô nhà vẫn ở ngoài đấy. Vâng, nó có nhà ngoài đấy.
cái chuyện này làm nhà xe công ấy đặt hết rồi nhưng mà xã nó không cho làm. Nhà chưa nắm mình nhà công ấy. Lao tên cũng là đấy. Lao Cai kìa. Lao Cai. Ở đây gọi cửa khẩu bên Việt Nam gọi cửa khẩu này là cửa khẩu Cốc Lếu mới đúng. Cốc Lếu đấy. Hà Khẩu là tên của Trung Quốc, bốn cái chữ đấy, Hà Khẩu Trung Quốc. Đây đường này đường Cốc Lếu. Việt Nam mình như ra là cửa khẩu Lào Cai. Phường Cốc Lếu. Bây giờ đây là buồn nên mới đông con. Càng ngày nó càng tiếp xúc văn minh lên rồi. Để làm kinh tế này
cầu này đấy. Vẫn chưa cho đi. Bay lai cam đây là nó bay vào mây kia là mất hút.
ở xã đấy. Ở xã là gần đây trong không dây. Một ông thôi. Trong Nam nó gọi là lương định của. Lương định định. Không có. Đúng rõ ràng đúng là cái tế 600 mét nữa, tránh sang trái vào sân biển. Sẽ ba lương định của. Lương định của. Đây đây mát gai nhỉ. Đây đây là đến chợ tỉnh Sapa cho ông bác bắt một vợ nhá. Qua rồi đằng sau kia kìa. À. Ừ. Đang nhìn cái nhà khách sạn này. Không phải đấy không anh? Mùa xuân sang mùa xuân. Đang nhìn cho đồ quá ta xuống trong người trong vào được. Sapa Hotel. Đẹp hết nhỉ? Đẹp đấy. Tiêu hao tốn điện nhỉ. Còn ban ngày mà nó đã bật hết rồi. Cà phê đi rồi. Điện nó xuất khẩu sao mà. Được kiểu ảnh của bà Bình Châu cũng
qua cái là chưa kịp kéo màn gió chủ gì đây cả đấy mới còn còn thật kinh giật đấy đúng không màn gió người ta để sẵn rồi này mở cái chỗ đây bất lợi nhiều đúng không nhỉ người ra vào nhiều đi qua chả làm được cái gì cả còn mấy phòng trong chả làm được cái gì cả ai biết màn cổ ai biết màn cổ mà chả làm được cái gì xem rồi nó có khác ở nhà không môi trường đúng không khác gây cảm hứng tổ chúng chung chuyện vườn mận. Chỗ này đang không ở đây không có vườn mận cô ạ. Đúng rồi, về Bắc Hà cả nhỉ? Vâng, bên Bắc Hà, bên hay là Mộc Châu. Bên Bắc Hà thì nhiều. Mà thực ra mà cái lượng mà tiêu tốn thì mận nó nhiều thế mà sao người Việt Nam ăn không nhiều đúng không? Tiêu tốn thì nơi khác mà nó làm. Đang tầm này là đang trên Mộc Châu đang lễ hội hái mận đây. Vâng. Còn Mộc Bắc Hà thì sang mùng 3 tháng 6 nó tổ chức lễ hội. Cái quả mận thực ra sử dụng người dân cũng nhiều. Khoan. Tắt đi. Đấy. Lần trước quay thằng này không có tiền. Thằng này không có tiền. Không đẹp. Đẹp. Thác tình yêu là gọi là tình yêu chết đấy. Thác là chết mà. Bây giờ update xong, update xong bây giờ mới qua. Chỉ có tình yêu đi vào đấy thôi. Mà vào đấy là chết. Vào đấy chết ạ. À.
Thế là lái xe này hôm qua một mình ở phòng có khi phải đi tìm bạn ấy đến cho nó vui không tìm. Có chứ. Có chứ. Chị không để ý có chứ. Có hả? Qua bây giờ hai, đi viết máy. Tốt giờ, rồi. 2 giờ sáng nó còn vào có cửa. Thế là tốt rồi. Em mình nhớ ở đây là gái họ Dương. À, gái họ Dương. Họ nhà vợ không em đấy hả? Không sợ đâu, không sợ đâu. Đấy, giả vờ đấy. Không. Thử đấy. Không. Thì em cứ nói thật, nói là nói thật. Sơn nếu mà ngủ khách sạn Sơn làm gì lắm xe ở đây đấy. Nó gõ cửa anh ơi anh có dân đi không? Làm. Dân đi làm à? Vâng. Có đông nhỉ? Dân đi làm cứ để xe ở đây. Ừ. Họ xuống dưới làm. Xuống dưới. Ruộng nương ở dưới. Ruộng nương rồi này cha ngô rồi này đấy kiểu như. Sắp tới cổng trời rồi. Em đang gù lưng và quay đây chị. Em đổi chỗ cho anh Bắc đây. Trời. Sương ấy, sương mù này đấy, hay ban mặt mình cái này đấy. Đẹp đấy, nhà. Đẹp. Đây một đá đẹp nó là tạo đấy. Vào thôi, vào thôi. Đây còn dừng xe đây cơ mà, làm sao phải vội mà. Đây là cổng trời. À thế à, chứ chưa phải ô Quý Hồ à? Đấy cũng là đỉnh đeo ô Quý Hồ đấy. Ô Quý Hồ cái thấy đây. Chữ ô Quý Hồ. À thế mình chỉ đến đây thôi phải không? Không còn được, tới còn cầu kính dòng mây nữa. À. Cô cứ ôi ôi. Đi. Lúc quay chụp ảnh như này đẹp lắm, nhiều ấy. Xuống cả dưới này nhá, trên núi. Thế có nơi đường lên núi này này. Đây cho em quay cái máy này. Rồi. Quay xuống cái các anh. Quay thật đẹp. Không khó để bắt gặp âm thanh đặc trưng này ở bất cứ phiên chợ vùng cao nào, với tiết tấu lúc trầm lúc bồng làm say đắm lòng người. Tiếp nối chương trình văn nghệ hương sắc vùng cao, sau đây xin mời quý vị cùng đến với tác phẩm độc tấu Xá Mông âm vang núi rừng, có phần trình bày của A Mùa.
Sipan Hồng Vĩ hay thả hồn trước cổng trời phiêu lãng, ngắm núi Hàm Rồng huyền bí, mà còn là tình người phục quản văn hóa xã hội đã ghi dấu vào lịch sử từ bao đời nay. Sapa có 5 dân tộc anh em chung sống, cộng đồng các dân tộc này tạo nên một bản sắc văn hóa rất riêng của Sapa. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sapa đẹp như mơ, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Trần Phong trong bản trình bày của Tốt Cả Nữ. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
tiếp tục chương trình văn nghệ hương sắc vùng cao trong buổi tối ngày hôm nay. Sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Người Vùng Cao Là Thế, các phần trình bày của A Báo và A Lư. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Oh,
nghệ hương sắc vùng cao. Sau đây xin mời quý vị chúng ta tiếp tục quay trở lại với chàng trai A Mùa qua tác phẩm độc tấu Gió Gặp Nhau Trong Rừng Đông. Xin gặp quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
ảnh vậy, chụp ảnh phải cho người ta tiền chứ. Nam Mô A Di Đà Phật mãi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy phải thế. Tôi lên tôi kéo vào phòng rồi hôn cho cái sờ cái thế là. Tôi bảo bệnh nào phải chống thuốc đấy. Ừ. Ok. Đó. Đừng con. Tất cả rồi. Đứng cao lên, không ạ, phải đứng cao lên lấy cả cái khuôn này, mới lấy cả câu. Đây này, nếu mà không thì chụp về kia, để lấy cả bốn khuôn, thì chụp đứng đây, xong chụp về kia. Được. Bốn chị em dắt tay nhau trên đường này. Thằng dắt tay rồi. Tay
đứng đây để lấy cái cuồng. Bây giờ nè, đứng bây giờ tôi không biết đứng vào đây hội ý ngay đó. Tạm mát mà anh Tiến vào đi, để còn cái chương trình đi Tiến anh Tiến hát đây thôi. Nếu hội ý một tí thì chỗ anh trước nhá, sau đến anh Tiến hát mà sau chúng ta đi trước. Dạ, hát chỗ nào? Hát chỗ này để anh Tiến có gầu cái gì này. Ừ, cái cuồng này hát cái này anh nhìn trong ca được, hát ở dưới bãi hơn. Chụp ảnh trước. Đây, đưa, đưa, đưa. Đưa đây, cái túi này mang mà. Chỉnh máy đấy. Rồi, quay xe đây. Đi hết máy. Đó.